Sáng ngày 27 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét trụ sở bắt tạm giam Lê Thị Anh Thư sinh năm 1968, ngụ tại Gò Vấp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Biên Khoa ở 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an tỉnh Đồng Nai, Lê Thị Anh Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu chuyên án 920G liên quan đến chuyên án 920G đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố hơn 80 bị can thu giữ kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 27 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó khoảng 16 giờ 35 phút ngày 25 tháng 11, Thảo A Xì sinh năm 1979, chú tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên, điều khiển xe ô tô đến thôn Luông Đơ, xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Thành phố Lào Cai bị tổ công tác đã bắt giữ. Quá trình khám xét, thu giữ vật chứng là bốn bánh heroin, một xe ô tô tải, một dao nhọn, hai điện thoại di động, hơn 12 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan. Ngay sau khi bắt giữ xì, lãnh đạo công an tỉnh cùng các trinh sát trực tiếp xét hỏi đối đối tượng tại trụ sở công an xã Cốc San. Từ các căn cứ thu thập được ngày 26 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp thêm hai đối tượng về hành vi mua bán chất ma túy viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước vừa phối hợp với công an tỉnh bình phước phê chuẩn tống đạt các quyết định khởi tố bị can lệnh thực hiện bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông đoàn thế nam nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng nghề bình phước lê thành trung phó hiệu trưởng nguyễn trung tín nguyên kế toán trưởng về tội tham ô tài sản theo điều tra, từ năm 2015 đến năm 2019, các đối tượng đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh sinh viên trúng tuyển nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế và lập khống danh sách học sinh sinh viên thuộc đối tượng chính sách trúng tuyển trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt kinh phí. Đến thời điểm bị bắt, thiệt hại sơ bộ ban đầu tạm tính là hơn 14 tỷ đồng ngày 27 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đức Minh, 39 tuổi và Đinh Hồng Quang, 24 tuổi, cùng chú Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hai bị can lừa đưa 165 người vào Đà Nẵng làm thủ tục để lên tàu sang Hàn Quốc lao động, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, từ đầu tháng 5 năm 2021, Minh và Quang dùng giấy chứng minh thư nhân dân giả sau đó lên mạng xã hội giới thiệu móc nối với những người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động, cam kết mức lương 50 triệu đồng một tháng, chi phí xuất cảnh là 10.000 USD một người. Vì tin tưởng những kẻ này, 165 người dân ở các tỉnh Thanh Hóa, Đà Nẵng đăng ký đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau khi chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng gần 3 tỷ đồng, Minh và Quang bỏ trốn khiến các lao động lâm vào cảnh khốn đốn